to be young and in love in New York City. Do not know who I am, but still know that I'm good long as you're here with me. Welcome back to my channel. Hôm nay sẽ theo chân mình nguyên cả ngày để cùng học về chủ đề Daily Routine. Let's start. Sáng thứ bảy mình get up lately, đó là thức dậy trễ. Sau đó mình start cái get up routine, đó là những cái công việc cho cái việc mà thức dậy xuống giường của mình bằng việc brush my teeth, đánh răng, wash my face, rửa mặt và cuối cùng là một ít skincare bằng cái tiếp kem mờ thâm này đây. Tiếp theo mình sẽ lựa đồ để mình mặc đi dậy sáng nay. Thì thay đồ các bạn sẽ dùng từ get dressed. Get dressed. Đây là một cái đậm rất là năng động vì hôm nay sáng nay mình dạy lớp con nít lớp 14, vì thế không cần formal lắm. Bây giờ mình sẽ thử nó đây. Ok, nhìn cũng được ha. Rồi, perfect, dễ thương rồi. Tiếp theo là những cái công việc cho cái get ready to go, đó là sẵn sàng để đi ra đường. Mình sẽ mang vòng nè, sơn ít môi son cho tươi tắn. Ok, dễ thương rồi. Tiếp theo mình sẽ xịt một ít nước hoa là perfume cho thơm. Không được quên đồng hồ nha, đồng hồ là watch, watch. Tiếp theo đó là một cái mặt nạ cực kỳ quan trọng, face mask, và hai chiếc túi của mình. Túi các bạn sẽ gọi là bag. Ok, bây giờ mình sẽ đi xuống nhà xe đây. Lên máy. Ok, let's start a new working day. Yay! Đi làm mình sẽ dùng từ go to work nha các bạn. Hello class. Ok, good. Xong lớp buổi sáng rồi mình sẽ về nhà. Về nhà là go home. Các bạn nhớ là âm O nha, home. Go home. Mình đã arrive home rồi đây. Arrive home là về tới nhà. Các bạn cùng tham quan phòng mình chút xíu nha. Phòng là room. This is my bedroom, phòng ngủ. Đây là bức tranh mình rất là thích, mình đã thuê họa sĩ về để vẽ đó. Còn đây là bức tranh mình tự vẽ nè. Nhìn cũng được chứ hả. Và đây là góc sống ảo của mình. Mình tự lấy ý tưởng. Có một cái bức rèm chút ở ngoài, còn lớp ở trong là một cái rèm bằng vôi màu trắng. Ok, bây giờ mình sẽ đi tắm. Đi tắm là take a shower, hoặc các bạn có thể gọi là have a shower cũng được ha. Tắm xong mình sẽ đi ăn cơm. Mình rất là đói rồi, sáng giờ mình chưa ăn sáng. Ăn sáng là have breakfast, còn ăn trưa là have lunch. Thôi mình tắm đây, bye bye. Ulala, mình tắm xong rồi, bây giờ nhanh chóng lao xuống kitchen. Kitchen là nhà bếp để mình ăn đây. Mình đang go downstairs, là đi xuống cầu thang. Oh wow, đây là nhà bếp của mình. Các bạn sẽ lần lượt chiêm ngưỡng những món ăn hấp dẫn trong ngày hôm nay. Thì prepare for lunch, đáng lẽ là chuẩn bị đồ ăn thì mình sẽ tự nấu. Nhưng mà cái prepare của mình ở đây chỉ là tự múc ra, tự múc ra tô và bưng đi ăn thôi. Nhưng mà các bạn nhớ nha, prepare for lunch là mình chuẩn bị món ăn để mình ăn trưa đó các bạn. Có thể là nấu nè. Ngon quá, yummy. Tiếp theo mình sẽ múc cơm. Cơm là rice. Quá quen thuộc rồi đúng không? Rice. Nhìn đồ ăn hôm nay mình tưởng tượng như mình đang được ăn buffet vậy đó các bạn. Quá trời là đồ ăn. Đây là món đầu tiên, trứng cút kho. Trời đất ơi. Oh my god, lấy vừa không được. Cố lên, cố lên. Yay, rung tay luôn. Đây là trứng cút kho, đậu hũ và thịt đầu heo. Thịt này nó hơi mỡ, mình không thích. Ok, mình sẽ ráng lựa một vài miếng coi nè. Mình sẽ lấy hết tất cả những món mặn, bỏ ra dĩa ăn hết vì mình quá đói rồi. Món tiếp theo là cá đồng. Cá lô bí. Không ta, cá lô
kho với tép. Mình cũng không biết chắc là cái gì, nhưng mà nhìn mấy con tép này trời ơi ngon quá. So tasty. Món tiếp theo mình sẽ ăn đó chính là cá hộp kho. Thực ra thì đây không phải là cá hộp nha, mà nhìn mình kho theo kiểu cá hộp thôi các bạn. Có mía nữa nè, cà chua, wow, nhìn thấy hấp dẫn rồi. Mình sẽ ăn thử một con. Cái này mà đậy nắp kho thêm vài ngày thì nó sẽ mềm rụt như cá hộp luôn á. Trời ơi, nhìn cái dĩa đồ ăn của mình đi kìa. Cái này mà number 2 là không có nào number 1 luôn nha. Ngon lắm đó. Let's have lunch. Ăn trưa thôi. Enjoy your lunch. Chúc các bạn trưa ngon miệng nha. Mình ăn đây. Hello, là mình đây. Sau khi ăn trưa xong, mình sẽ lên phòng và self-care. Self-care là tự chăm sóc bản thân nha các bạn. Ví dụ như là mình sẽ rửa mặt nè, đắp mặt nạ nè, vân vân. Các bạn lặp lại theo mình nha. Self-care, self-care. Self, các bạn để lưỡi lên, self-care. Vì mình rất hay bị mụn nên gì mình có cho mình một cái tuyếp sức mụn của Bio Aqua. Cái này rất là hay nha, mình chỉ cần chấm vô mấy cái mụn và nó sẽ gom lại rất là nhanh. Bây giờ mình nghỉ trưa, take a nap để nạp năng lượng, chiều đi dậy đây, bye. Mình take a nap xong rồi đây, bây giờ chuẩn bị đi làm thôi. Ngủ dậy xong thì mình sẽ vào toilet để wash my face, rửa mặt. Tiếp theo mình sẽ make up lightly, đó là trang điểm nhẹ thôi. Ướp son dưỡng môi cho môi không bị khô. Hôm nay mình đánh son hơi nhiều. Tiếp theo là eyebrow, kẻ chân mày nha các bạn. Ui, chân mày mình được cái là không có đuôi. Mình rất là cực khổ trong việc vẽ chân mày mỗi ngày, vì thế mình đã quyết định đi xăm chân mày. Nhưng mà nó vẫn không có đuôi nên vẫn phải vẽ thêm cái đuôi. Xong phần make up sẽ là phần get dressed, thay đồ. Để xem chiều nay mình sẽ bận đồ gì đi dậy đây. Các bạn nhớ get dressed là thay đồ nha. Sau một hồi thì mình quyết định sẽ bận cái quần pants. Quần pants là quần dài. Cùng với chiếc shirt màu trắng này đây. Để xem mình mix như thế nào nha. Ui, nhìn cũng xinh các bạn ha. Đặc biệt là làm cho mình có cảm giác eo nhỏ lại. Rất, cái quần này nó có cái nơ rất là xinh nữa nè. Tiếp theo vẫn là công việc get ready. Get ready là chuẩn bị sẵn sàng để mình đi đó. Sắp xếp lại, chuẩn bị hồ sơ, giảng dạy nè. Ôi wow, một chiếc bao hơi là nặng trịch. Và đương nhiên là cũng không được quên cái đồng hồ và cái vòng này rồi. Ok, đẹp rồi, đi làm thôi. Bye bye các bạn nha, mình đã sẵn sàng. Get ready. Và bây giờ mình sẽ go to work, đi làm thôi, bye bye. Bây giờ mình đang ở chỗ làm là workplace. Hôm nay mình đi khá sớm để quay vlog đó các bạn. Hồi nãy giờ các bạn nhân viên chào mình rất là nhiều, nhưng mà do mình quên quay nên mình bước ra quay lại nên không ai chào nữa. Các bạn nhỏ đang chờ để vô học lớp 14. Hai bạn này đang chơi cái con cá sấu này nè. Hello. Đây là bạn quản lý đẹp trai của trung tâm mình nha. Còn đây là dàn tư vấn viên. Các bạn rất là dễ thương và tốt bụng với giáo viên đó. Love you. Chụp các bạn xong rồi, cũng là tới giờ mình lên lớp. Mình đang kiếm folder. Ok, folder Ngọc Thảo. This is my name. Trước khi start working là bắt đầu công việc, mình nhớ trong thang máy chút xíu. Bye mọi người, see you guys later. Trước khi go home thì mình lại chọc manager của mình nè. Hi, xe đẹp. Hello. Mình đã về đến nhà. I arrived home. Mình phải eat out for dinner, đó là ăn bên ngoài cho bữa ăn tối. Mình sẽ làm cái clip ăn cho các bạn sau nha. Bây giờ mình vào nhà đây. Ok, quay cái mặt mình chút xíu. Trong lớp mình tư rối vậy thôi chứ ra mình rất là mệt rồi. Mặt mình nha, không còn một chút sức lực luôn nè các bạn. Mệt tới mức sụp mí luôn, trời đất ơi. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu cái self-care routine, đó là tự chăm sóc trước khi go to bed. Đầu tiên mình sẽ get dressed, biến hình. Yeah.
Giờ thì cài tóc lên. Ô cơ mèo xinh chưa nè? Ý, lỡ rớt cái tay mèo. Và luôn luôn wash my hands trước khi mình đụng vô mặt nha mọi người. Rửa tay thật là sạch. Wash my hands. Các bạn đã nhớ rửa mặt là wash my face chưa? Hoặc là clean my face nha cũng được. Nhớ nha, wash my face. Đây là sữa rửa mặt mình dùng cho buổi tối. After washing my face, I take a shower. Mình hy vọng các bạn đã có thể dịch được câu này rồi nha. Là một lần nữa cảm thấy gương mặt thật là mệt mỏi, mình quyết định đắp mặt nạ, hy vọng nó sẽ giúp mặt mình tươi tỉnh hơn. Mình vừa get dressed và quay lại đắp mặt nạ cho các bạn xem. Oh my gosh, cái miếng mask này mình để trong tủ đông hơi lâu á, nên bây giờ nó hơi khó mở, mình phải vừa mở thật là mạnh tay mà cũng phải nhẹ nhàng, không thì nó sẽ bị rách mặt nạ đó các bạn. Ui ui, cái miếng mặt nạ lạnh đắp lên mặt thật là sảng khoái, thích thiệt luôn á. Mấy cái tinh chất còn dư mình có thể thoa lên cổ nè, hoặc là bôi lên tay nữa. Ok, xong rồi mình đi nằm relax đây. Đắp mặt nạ xong mình cảm giác mặt mình tươi tỉnh hẳn ra luôn đó các bạn. Những cái bước nãy giờ mình làm đều gọi chung là skin care nhá, skin care. Skin care xong thì mình đánh răng là brush my teeth. Các bạn nhớ chưa, brush my teeth hoặc là clean my teeth. Clean my teeth. Đây là một cách xài mặt nạ cực kỳ tiết kiệm. Những cái tinh chất còn sót lại trong cái bịch, các bạn sẽ bỏ một cái mặt nạ giấy này vô. Đó, cho nó nở ra và nó thấm hết tinh chất, sau đó mình bỏ tủ lạnh. Như vậy là mình đã có một cái mặt nạ thứ hai để xài rồi. Đây là phần hiện đại nhất trong cái công việc skincare, đó là dùng cái máy chiếu Biolon để chiếu vô da. Cái máy này nó có hai màu, đó là màu blue light ở sáng xanh và red light ở sáng đỏ. Blue light này nó sẽ giúp cho da của mình mờ thâm nè, xe nhỏ lỗ chân lông nè, và giảm những cái vết nhăn nữa. Mình chiếu đều khắp mặt, đặc biệt là những cái chỗ mụn á, và mình sẽ để lâu một chút xíu. Tổng cộng thì mình chiếu khoảng 3 phút cho toàn mặt ha các bạn. Daily routine để kết thúc một ngày là go to bed, bye.